255. Người nhà đã phát sinh tình không. Cho nên ở tại chỗ này phải chăm chỉ, phải nỗ lực luyện tập, đặc biệt là phải tăng cường sự tu tập đức hạnh. Chúng ta ở trong tất cả hoàn cảnh đều phải chịu đựng được mọi sự thử thách. Ở trong thuận cảnh nhất định không khởi tâm tham, ở trong nghịch cảnh nhất định không khởi tâm chán ghét, ở trong cảnh duyên thuận nghịch thiện ác. Tu cái gì? Là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Tôi xin cống hiến cho các vị tu chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, được biểu hiện ở trong cuộc sống hàng ngày, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên, nhất tâm niệm Phật, là một tấm gương cho người khác xem. Vì vậy trong tương lai, tăng đoàn của chúng ta sẽ là một tăng đoàn hoằng dương Phật Pháp cho toàn thế giới. Chúng ta sẽ cùng tập hợp lại với nhau, không đi giảng kinh. Chúng ta ở tại nhà của mình ngày ngày luyện tập. Ở nhà của chúng ta giảng đường nhiều, cơ hội luyện tập nhất định không để bị gián đoạn. Chúng ta cũng phải suy xét, có một số đồng tu thích tham thiền, cho nên đạo tràng của chúng ta có niệm Phật đường, có thiền đường. Tuyệt đối không hạn chế. Cứng nhắc quy định bạn tu một môn, điều này không tốt. Chúng ta tôn trọng nguyện vọng của bản thân mọi người, tôn trọng sở thích của bản thân mọi người. Chúng ta giúp đỡ rộng rãi, hy vọng là đem Phật giáo Đại Thừa Tiểu Thừa, tông môn giáo hạ, hiện giáo mật giáo phục hưng lại ở khắp mọi nơi. Điều này rất là có ý nghĩa. Tôi thì tuổi tác lớn rồi, hôm nay tôi nói với Lý Bọc Nguyên, học viện của chúng ta tương lai phát triển thành trường đại học sợ là phải đến hai đời ba đời. Tôi không nhìn thấy được, nhưng mà hiện giờ ở tại chỗ này tôi đặt nền móng, đặt nền móng. Hy vọng là mọi người chân thật đều hăng hái chăm chỉ nỗ lực, trong tương lai thành lập một trường đại học sư phạm giáo dục Phật Đà toàn thế giới, vì đoàn thể Phật giáo toàn cầu, bất kể là đoàn thể của người xuất gia hay là đoàn thể của người tại gia, bồi dưỡng giáo dục nhân tài hoằng pháp. Cả cuộc đời này của tôi lựa chọn cái sự nghiệp này thật sự là đã thành công rồi, không phụ lòng của Phật Bồ Tát, không phụ lòng của Tổ sư Đại Đức, cũng không phụ lòng sự hộ pháp của tứ chúng. Thật sự là xứng danh trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đối với thế gian nhất định phải hiểu được Thế Tôn giảng ở chỗ này, nghiệp báo của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải xem chúng sanh là bình đẳng. Không hiểu rõ chân tướng sự thật này, không hiểu rõ cái đạo lý này,
sự đối đãi giữa người với người đều là việc chẳng có vui hướng gì. Tu hành đều là tổn hại bản thân mình. Trong tâm một niệm cũng chẳng vui, cái tâm bình đẳng của chúng ta bị mất rồi. Nhìn thấy người ta làm ác thì gật gật đầu, như thị như thị. Vì sao vậy? Nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn. Giống như chư Phật Như Lai xem tất cả chúng sanh là như nhau. Kinh điển vừa mở ra thì câu đầu tiên là như thị ngã văn. Cái ý nghĩa này thật là sâu. Nhìn thấy chúng sanh hành thiện tích đức, như thị như thị. Nhìn thấy chúng sanh tạo ác làm xấu, cũng cười cười như thị như thị. Hoàn toàn là tâm bình đẳng, rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Không có được cái công phu này thì phải làm sao? Cái công phu này cần một thời gian gây dựng, phải hài lòng với hoàn cảnh tu học. Đó chính là mỗi ngày huân tu nhất định không thể lơ là. Một môn thâm nhập, huân tu lâu dài. Tôi thường nêu gương của lão Lâm trưởng, cư sĩ Lâm, Trần Quang Biệt để nhắc nhở chúng ta. Trần lão cư sĩ khi mang bệnh, cái bệnh đó là tăng thượng duyên. Nếu ông không mang bệnh, cái cơ duyên này của ông sẽ mất đi. Cuộc đời này của ông có thể tạo ra lục đạo luân hồi. Cái căn bệnh này để giúp cho ông. Bệnh rồi thì không thể đi làm, không thể làm việc, ngày ngày nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi lung tung, như thế thì có nguy không? Nghỉ ngơi lung tung là tạo nghiệp, không nghỉ ngơi lung tung là vô minh. Nói tóm lại là không thoát ra khỏi sáu đường luân hồi. Đây là cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã làm tăng thượng duyên cho ông ấy, đã độ được ông, mang băng giảng kinh ở nơi đây đi tặng cho gia đình của ông ấy. Mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Ông đặt ở trong phòng, cái tivi ở ngay đầu giường của ông. Mắt vừa mở ra là thấy ngay tivi. Mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ. Ông nghe hiểu rồi, nghe thông suốt rồi. Ông nói với chúng tôi, giảng duyên buông xuống nhất tâm niệm Phật. Trong lúc không nghe giảng kinh thì niệm Phật, niệm bạc rồi thì đi nghỉ, nghỉ xong rồi không nghe giảng kinh thì đi niệm Phật. 4 năm ông đã thành công. Việc giảng sanh của ông không phải là giả, là có bằng chứng. Ai làm chứng? Là quan thân trái chủ của ông. Không phải là đến niệm Phật đường cư sĩ Lâm hay sao? Yêu cầu quy y, yêu cầu nghe kinh. Họ đến để làm chứng. Họ nói rằng người của họ đến không ít, rất nhiều, là quán thân trái chủ của lão Lâm trưởng. Bây giờ nhìn thấy lão Lâm trưởng giảng sanh thế giới cực lạc, họ rất là vui mừng. Họ không gây phiền phức nữa. Nhìn thấy điều tốt này, yêu cầu quy y. Chúng tôi cho quan thân trái chủ của ông cho họ nhận sự quy y, yêu cầu nghe kinh. Còn chỉ định là phải nghe kinh Địa Tạng. Chúng tôi để họ ở trong giảng đường nghe kinh. Họ nói ánh sáng của Pháp Sư trong giảng đường quá sáng, họ chịu không nổi. Cuối cùng chúng tôi sửa phòng ăn ở lầu 2, lầu 1. Lầu 2, lầu 1 dùng TV mở kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện để cho họ nghe, là do họ yêu cầu.
Lão Lâm Trưởng giảng sanh có họ làm chứng. Điều này không phải giả. Cho nên đều là duyên phận. Cái duyên phận này là chúng tôi ở đây giảng kinh làm thành băng ghi hình. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên mang băng ghi hình này đến nhà của ông ấy. Ông ấy đã thành tựu rồi. Không những thành tựu cho ông, đến cả quán thân trái chủ của ông, mỗi vị cũng đều thành tựu. Sự việc này là do chính mắt chúng tôi trông thấy, một chút cũng chẳng có giả. Quán thân trái chủ của Trần lão cư sĩ ở bên cạnh của cư sĩ Đỗ Mỹ Toàn cũng thường xuyên ở nơi đây nghe kinh. Cư sĩ Đỗ Mỹ Toàn cũng có công đức lấy thân của mình cho họ mượn để truyền đạt lại những tin tức cho chúng tôi. Mỗi vị đều là Bồ Tát thị hiện, đều là đến để giúp đỡ chúng ta, đều là đến để giác ngộ cho chúng ta. Cho nên sống trong thế giới biết ơn là hoàn toàn chính xác. Ở tại thế gian này, hàng ngày chúng ta tập luyện tu hành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất là hay, lịch sự luyện tâm. Cái gì gọi là tu hành? Lịch sự luyện tâm. Trải qua những sự việc này, ở chỗ này mà luyện tâm, luyện tâm thanh tịnh, luyện tâm bình đẳng, luyện tâm chánh giác, luyện tâm từ bi. Đem cái hư ngụy, ô nhiễm, không bình đẳng, mê hoặc, tự tư tự lợi, những tư tưởng kiến giải sai lầm này, nghĩ trước của mình, tất cả đều đem dẹp bỏ. Đem đó dứt bỏ đi, thành tựu bản thân mình chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cái này gọi là tu hành, cái này gọi là dụng công. Tâm khí phiền não của chúng ta có giảm dần theo mỗi ngày hay không? Cái tâm đại bồ đề của chúng ta, năm thứ tâm này đều là tâm đại bồ đề, có tăng trưởng theo mỗi ngày hay không? Nếu như từ bản thân quả nhiên có thể phát hiện được tâm khí phiền não của tôi thật sự mỗi năm mỗi giảm, mỗi tháng giảm, mỗi ngày giảm, tâm bồ đề của tôi thật sự mỗi ngày tăng trưởng lên, chúc mừng bạn, việc giảng sanh hãy vỗ ngực, nắm được chắc rồi. Một chút lo lắng cũng không có, là nắm chắc 100% rồi. Ở trong thế gian này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là thuần thiện, đều là lợi ích cho chúng sanh. Đường chúng ta đi là Bồ Tát Đạo, chúng ta tu là Bồ Tát Hạnh. Nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không? Không những là thay đổi vận mệnh của chính mình, thật sự giúp chúng ta được siêu phàm nhập thánh chỉ trong một đời này.
thay đổi triệt để, thay đổi 180 độ. Không phải là làm không được, hoàn toàn là có thể làm được. Cho nên phải nghiêm túc phản tỉnh, phải bỏ sai lầm, làm lại bản thân, thường xuyên phản tỉnh mình có lỗi lầm hay không, tiếp nhận sự phê bình của người khác. Bất luận người khác đối với chúng ta là thiện hay là ác, thấy đều phải biết ơn. Có sự phỉ báng, chúng ta nghe được, tuyệt đối không trách móc người, lập tức phản tỉnh, là mình có như lời người ta nói hay không. Nếu như thật sự đúng như lời họ nói thì phải cải đổi. Họ nhắc nhở ta, họ giáo huấn ta ở chỗ này, ta lập tức bỏ sai lầm, sửa đổi bản thân. Nếu như lời của họ nói là vu oan cho ta, mình không có lỗi lầm này, ta càng phải cảm ơn họ. Vì sao vậy? Tiêu nghiệp chướng thay cho ta. Người mà vô duyên vô cớ bị người ta hủy báng, vì sao thường thường có đại phước báo? Nếu như chúng ta khởi quán hận thì cái phước báo đó không còn, sau này là có đại phước báo. Điều này trong lịch sử có ghi chép rất là nhiều, là thật chứ không phải là giả. Cho dù chính bản thân của mình không có thịnh vượng thì con cháu sẽ thịnh vượng. Cho nên chúng ta chấp nhận bị vu oan, chấp nhận bị hiểu lầm, sau này phước rất là lớn. Ở đây điều quan trọng nhất là tâm không thể oán hận một mảy may nào. Tâm có một tí oán hận thì phước đức của bạn, công đức sẽ bị mất hết rồi. Thật là đáng tiếc. Ta người hai bên đều không có lợi. Cho nên ý nghĩa của hai câu nói này của Đức Phật vô cùng sâu sắc, vô cùng rộng lớn. Chúng ta phải tỉ mỉ mà lĩnh hội. Đối với một đời tu tập này của chúng ta có sự giúp đỡ vô cùng lớn. Một câu ở bên dưới nói, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị. Điều này chúng ta cũng phải nhận thức rõ ràng. Biết được thiện căn của chúng sanh, chúng ta đối với chúng sanh có tính tâm, đối với bản thân cũng có tính tâm. Phía trước nói nhữ thân quả báo, không có nói thiện căn. Thật ra nhữ thân thiện căn gồm có quả báo ở trong đó. Kinh văn ở phía trước nói chúng sanh nghiệp báo, cho nên phía sau có chúng sanh thiện căn. Đối với bản thân của chúng ta nói những thân quả báo, quả báo chính là nghiệp báo thiện căn, đều ở trong đó. Cả thảy đều đã nói rồi. Mỗi một chữ ở trong đây chúng ta đều không thể tùy tiện lơ là đi qua. Biết được thiện căn của chúng sanh, biết được thiện căn của chính mình, thiện căn bất khả tư nghị. Con người chúng ta ngày nay ở trên toàn thế giới, nói thật, so với thiện căn người xưa, không những lớn hơn mà còn rất là rõ ràng. Xem từ chỗ nào? Ở nửa thế kỷ trước, khoa học kỹ thuật không có phát triển như ngày nay.
phải biết được là chương trình truyền hình vô tuyến, truyền hình cùng với mạng Internet, đây là sự việc của nửa thế kỷ sau này. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó là rất lớn, nhưng mà Phật Pháp của chúng ta cũng mượn những phương tiện này vì khắp tất cả chúng sanh mà gieo trồng chủng tử Phật trong A Lại Gia Thức. Cái phước báo này thù thắng chẳng gì sánh bằng. Chúng ta có biết được hay không? Ngày nay ở trên toàn thế giới có được mấy người là không xem truyền hình? Con số rất ít. Ở trong truyền hình, mặc dù là không có giảng kinh thuyết pháp, thông thường cũng có phát hình Phật, hình Bồ Tát, giới thiệu phong cảnh ở các địa phương. Chúng tôi đã xem qua, cũng nhìn thấy qua có danh hiệu Phật Bồ Tát. Tai nghe một lời Bồ Đề muôn thuở, họ đã nghe qua, họ đã nhìn thấy hạt giống đạo này luôn mãi. Đây không phải là phước báo của con người ở thế kỷ này so với người xưa lớn hơn hay sao? Người thời xưa nếu không tiếp xúc được với chùa chiền, không có nghe qua giảng kinh, họ thật sự là không biết. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, thời gian dài trú ở đại thành Xá Vệ, trong kinh có ghi chép lại cho chúng ta, đại thành Xá Vệ vào lúc đó có 100.000 người. 100.000 người vào thời đó là một kinh đô lớn, bởi vì vào lúc đó dân số ít. Ở trong đại thành Xá Vệ có 1/3 số dân đã gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật. Có 1/3 số dân thì vẫn chưa có được gặp Đức Phật. Có nghe nói qua, nghe nói là có Thích Ca Mâu Ni Phật. 1/3 số dân còn lại không những không gặp được mặt, cái tên cũng không được nghe qua. Đó là lúc Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp ở trong một thành phố, giống như chúng ta ở chỗ này vậy. Chúng tôi ở nơi này giảng kinh dạy học đã 3-4 năm rồi. Người Singapore ở nơi đây, số người đã gặp mặt tôi không nhiều, không tới 1/3. Số người biết được cái tên Pháp Sư Tịnh Không cũng không có nhiều. Tôi nghĩ là cũng không vượt qua 1/3. Vì sao vậy? Tôi nghĩ là duyên không đồng, nhưng thông qua sự đưa tin của báo chí, thông qua sự giới thiệu của đài truyền thanh, thì số người biết được đã nhiều rồi. Biết được tuy là ấn tượng không có sâu sắc, chỉ là có vài giây xem qua, chỉ có 1-2 phút, nhưng mà bạn phải hiểu, chỉ cần có 1 giây thôi thì cái ấn tượng đó đã đi vào trong A Lại Gia Thức. Hạt giống Phật đã được trồng xuống rồi. Cái công đức thù thắng này, cái thiện căn này bất khả tư nghị. Chúng ta phải biết. Vì vậy tôi thường hay khuyến khích các đồng tu nhất định phải giỏi về vận dụng khoa học kỹ thuật cao này, vận dụng tất cả mọi phương pháp, cho nên các vị cư sĩ tại gia, sự thành tựu của các vị càng lớn cũng không bằng người xuất gia. Vì sao vậy?
Người xuất gia đi một vòng trên đường phố, không biết là độ được bao nhiêu người rồi. Các vị cư sĩ tại gia thì không được rồi. Người ta nhìn thấy các vị chỉ là người thông thường. Người xuất gia lúc vừa mới cạo tóc đi vào trên đường, cái gì mà thường này là đạo Phật, hòa thượng Phật đều đã in vào trong A Lại Nhất Thích rồi. Vị hòa thượng này cho dù không có tu hành, cho dù là phá giới, ông cũng là độ được không ít chúng sanh. Ông cũng làm cho rất là nhiều chúng sanh đã trồng được thiện căn trong A Lại Nhất Thích. Không thể xem thường tỳ kheo phá giới. Cái việc mà họ có thể làm được, bạn thì làm không được. Bạn là người tốt của thế gian, ở trong xã hội làm không biết là bao nhiêu việc từ thiện. Người ta xem thấy bạn cũng không nhớ Đức Phật. Bạn không có cái năng lực này. Người xuất gia cho dù là không tốt, người ta vừa gặp được liền nghĩ đến Đức Phật. Cái công đức này thật là lớn. Tương lai khi mà họ gặp được duyên tu hành chứng quả thành Phật, ai trồng cái nhân này vậy? Là do người xuất gia trồng thay cho họ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật có một bộ kinh tên là Kinh Công Đức Xuất Gia. Đức Phật tán thán công đức xuất gia không thể nghĩ bàn, rất là có đạo lý. Cái đạo lý này rất là sâu, cảnh giới vô cùng tinh tế, không phải là người thông thường có thể nhìn ra được. Cho nên đối với chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chúng ta có thể lý giải, có thể lĩnh hội được. Cho nên các đồng tu tại gia cũng cần phải nghĩ cách. Singapore là quốc gia nhiệt đới. Chúng tôi nhìn thấy ở nước nhiệt đới rất nhiều người trên phố mặc một cái áo thun là được rồi. Ở trên cái áo thun in hình Đức Phật. Đừng có ngại, in hình Đức Phật rồi, hình Đức Phật này mang đi giặt, những cái bị bẩn e sợ phải tạo nghiệp tội. Tạo nghiệp tội cũng đừng có ngại, độ chúng sanh mới cần thiết. Độ chúng sanh phải ưu tiên, để cho chúng sanh trồng thiện căn trong A Lại Nhất Thích mới là quan trọng. Nếu như tâm của chúng ta là chứa cái tâm này rồi, tượng Phật làm sao mà làm hại chứ? Đức Phật nhìn thấy được còn hoan hỷ nữa. Bạn muốn hỏi Đức Phật con làm thế này thì có làm sao không? Nhất định Đức Phật trả lời là con làm rất đúng, con không làm sai. Thiện tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh gieo trồng hạt giống Phật, có thể in hình Phật, có thể in hình Bồ Tát, có thể in danh hiệu Phật Bồ Tát. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng ở trên đường nhìn thấy một số phương tiện giao thông, ở phía sau các phương tiện này có dán Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt à. Họ là cầu sự bình an, thật sự là có bình an. Điều này không phải là giả. Xe của họ đi đến bất kỳ chỗ nào, người ta nhìn thấy thì đã trồng được thiện căn rồi. Trong quá khứ khi tôi còn ở Đài Loan, có nhìn thấy một chiếc xe taxi, bốn bên đều có dán Phật hiệu, đều dán đầy xe. Tốt, rất là tốt. Tôi cũng rất là tán thán ông ấy. Người khác dán có một tấm, dán đằng trước đằng sau, ông ấy thì dán bốn phía. Độ sanh là cần thiết, nên đem cái danh hiệu Phật này giới thiệu cho chúng sanh, nên đem A-di-đà Phật giới thiệu cho tất cả chúng sanh, không quản là họ có hiểu cái ý nghĩa này hay không. A Lại Nhất Thích họ có lưu vào là được rồi. Ngày xưa
Đài Loan vẫn chưa có giàu như vậy, cuộc sống vẫn còn ở trong hạng bậc trung. Chúng tôi in kinh sách, in những loại giấy dán hình Phật, đều là những chuyện chẳng có dễ dàng gì. Vào khoảng thời gian đó, tôi khuyến khích các đồng tu, ở nhà của các đồng tu, ra khỏi nhà thì trên tay cầm một số chuỗi. Vì sao vậy? Người ta nhìn thấy được số chuỗi thì nghĩ là người này học Phật, ấn tượng Phật đã in vào trong A La Gia Thức rồi. Thưa dạy học sinh, sách giáo khoa của học sinh ở trường học, trên các quyển sách thông thường đều có ghi tên. Tôi dạy họ, các bạn đừng có viết tên, hãy viết A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là bạn. Để các bạn học của bạn, thầy giáo của bạn vừa nhìn thấy, họ liền niệm A-di-đà Phật. Có rất nhiều cách. Giống như người mở tiệm kinh doanh, trong tiệm thờ một tôn tượng A-di-đà Phật, hoặc giả là viết một câu Nam Mô A-di-đà Phật dán ở bên cạnh bảng hiệu của bạn. Người ta vừa đến cửa tiệm của bạn, trước tiên là nhìn A-di-đà Phật, trước tiên là niệm một câu A-di-đà Phật. Tốt rồi, bạn một mặt buôn bán, một mặt là độ chúng sanh. Phương pháp thực tế là rất nhiều rất nhiều. Buôn bán phát tài rồi, thường xuyên đăng quảng cáo ở trên các tờ báo, các tạp chí. Tại vì sao bạn không ở trên các mục quảng cáo đăng thêm một hình Phật, không đăng thêm một danh hiệu của A Di Đà Phật? Không cần phải tốn nhiều tiền, công đức của bạn rất là lớn. Từ những cái nhỏ nhoi này, bạn thử nghĩ, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị. Chúng ta có thể nghĩ ra, chúng ta có thể làm được, chúng ta giúp đỡ rất là nhiều người làm được. Hiện nay du lịch là một chuyện rất là bình thường. Mỗi một người có kỳ nghỉ phép đều muốn ra nước ngoài du lịch. Du lịch bạn phải ký gửi hành lý, túi hành lý dán A-di-đà Phật. Đừng có ngại, cái túi hành lý A-di-đà Phật này bị người ta làm thất lạc, không cung kính, không sợ chuyện này. Nhân viên chuyển hành lý nhìn thấy A-di-đà Phật, mắt vừa nhìn thấy Bồ Đề muôn thuở, bạn đã độ được họ rồi. Ở sân bay, ở bến cảng, kẻ thì đến, người thì đi, nhìn thấy hành lý A-di-đà Phật của bạn, họ đã trồng được thiện căn rồi. Người học Phật phải thường xuyên chất chứa cái tâm này, phải thường xuyên giúp đỡ tất cả chúng sanh. Làm thế nào để đem Phật Pháp giới thiệu cho họ? Trong số người đó, có một số người sau khi nhìn thấy, họ hiếu kỳ, họ đến hỏi bạn, xin bạn chỉ dạy. Vậy tốt rồi, quyển sách nhỏ kết pháp duyên của bạn, hợp điểm có thể tặng cho họ để kết duyên. Họ có niềm vui. Cho nên những phẩm vật nhỏ dùng để kết duyên luôn mang theo bên mình, bất luận là đi đến đâu cũng không được quên. Tùy lúc mà kết duyên với họ, họ muốn biết nhiều hơn một chút, giới thiệu họ đi nghe kinh. Những việc này chúng ta có thể nghĩ ra, chúng ta sẽ nghĩ ra. Người có suy nghĩ giống như ta rất nhiều rất nhiều. Có những người nghĩ ra họ sẽ làm được, có những người nghĩ ra nhưng không có năng lực để làm. Tâm thì có dư nhưng không đủ lực. Nhưng mà công đức đều được viên mãn.
Từ đó cho thấy tu hành đoạn ác, đoạn phiền não, đoạn tập khí là bổn phận của bản thân chúng ta, cũng cần có bạn lành nhắc nhở. Không có bạn lành nhắc nhở, bản thân chúng ta thường xuyên giải đãi quên đi, giải đãi lơ là. Không phải là không muốn sửa, là quên. Người nào nhắc nhở chúng ta vậy? Là hết thảy chúng sanh đều đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta thấy người ta nói một câu nói hay, làm một việc tốt, là họ đang nhắc nhở ta, ta có làm hay không? Nhìn thấy người ta làm một việc xấu, nói những lời xấu, cũng là đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta quay đầu lại mà suy nghĩ là ta có hay không? Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Cái cách tu hành này nói với các chư vị chính là hiện tại đồng tử 53 tham vấn. Đừng cho rằng là thiền tài may mắn gặp được nhiều thiền tri thức như vậy. Cuộc đời của tôi một người cũng chưa gặp được, vậy là bạn hoàn toàn sai rồi. Thiền tài cũng giống như chúng ta. 53 vị thiền tri thức là đại diện cho cái gì? Là đại diện cho các ngành các nghề, nam nữ già trẻ trong xã hội hiện nay. Chính là chúng ta từ sớm đến tối, cảnh giới mà sáu căn đã tiếp xúc. Thiện tài biết tu, nhìn thấy cái thiện của người khác thì muốn theo học họ, nhìn thấy điều bất thiện của người ta thì tự mình quay đầu sửa lỗi. Cái nào không phải là thiện tri thức đâu? Mỗi mỗi đều là thiện tri thức. Vấn đề là bản thân bạn biết hay không biết. Quả nhiên là biết. Tạo tác ác nghiệp, quan gia đối đầu với bạn, đối với bạn đều là thiện tri thức. Chẳng có cái nào mà không giúp chúng ta đoạn ác tu thiện. Chẳng có cái nào mà không giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Chẳng có cái nào mà không giúp chúng ta siêu phàm nhập thánh. Thực ra nói, tông môn tổ sư đại đức thường thường trắc nghiệm học sinh biết hay không. Cái công án này nhắc nhở bạn biết hay không. Quả nhiên là biết rồi. Đại địa chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát, đều là đại thiện tri thức. Không biết Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức đang ở trước mặt của bạn, bạn cũng không nhận ra, bạn cũng bị sai lầm. Mấu chốt ở chỗ là biết hay không biết. Nếu như chúng ta có thể tinh tế tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, mà quan sát, chúng tôi nói tỉ mỉ, bạn mới có thể gặp đạo, đại đạo Bồ Đề. Đại đạo minh tâm kiến tánh, bạn mới có thể tìm ra, bạn mới có thể gặp đạo. Sau khi gặp đạo, bạn mới có thể tu đạo. Đạo bạn gặp cũng không gặp được, bạn bắt đầu tu từ đâu? Sau khi tu đạo rồi mới có thể chứng đạo.
Chúng ta xem lại cái câu ở dưới đây: chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới, việc bất khả tư nghị. Chúng tôi xin giới thiệu với mọi người đức năng trí huệ của chư Phật. Rất nhiều người chẳng có tin. Giới thiệu thế giới chư Phật, những người đó càng không tin. Bất khả tư nghị. Do đó, dẫn dắt sơ cơ nhất định phải có thiện xảo phương tiện. Đừng để họ đi sâu vào sai lầm. Phải hiểu được hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đối với người sơ học, đặc biệt là phần tử tri thức, bây giờ nói con người tiếp nhận qua sự giáo dục khoa học, đừng nói với họ về tha phương cực lạc thế giới. Vậy nói với họ cái gì? Thế giới cực lạc ở thế gian này của chúng ta, cái thế giới cực lạc tại thế gian này ở chỗ nào vậy? Tâm thiện. Chúng tôi thường giảng tâm thiện thì thân sẽ thiện, thân tâm đều thiện, hoàn cảnh của chúng ta sẽ thiện. Bạn sống qua mỗi ngày rất là vui vẻ, vì cuộc sống của bạn là thế giới cực lạc rồi. Điều này họ mà nghe qua, họ có thể chấp nhận. Nơi của Bồ Tát xuất hiện là khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm quan hỷ, là ở trong tứ nhiếp pháp bạn mới có thể tiếp dẫn được họ. Bạn nói một số điều họ không thể tiếp nhận, lắc đầu bỏ đi. Một nhóm các người là đồ mê tín, còn mắng cho các bạn một trận nữa. Đây là cách mà chúng ta dùng sai rồi. Cho nên đối với phần tử tri thức thông thường, người sơ học, Phật pháp thù thắng từ trên sự giáo dục mà giới thiệu cho họ, hoàn toàn là giáo học. Phật giáo là sự giáo dục của Phật Đà, là sự giáo học của Phật Đà. Điều này họ nghe qua rất là mới mẻ, vẫn chưa có nghe nói qua. Họ nhất định sẽ theo bạn thỉnh giáo. Lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn ở Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, hai trường đại học này, tôi liền đem Phật giáo để nói với họ là sự giáo dục của Phật Đà, là sự giáo học của Phật Đà. Hiệu trưởng giáo sư của họ nghe được vô cùng kinh ngạc, từ trước đến giờ chưa từng nghe qua cách nói như thế này. Sau đó chúng tôi tiến thêm một bước là giải thích cho họ chính xác là sự giáo dục. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta gọi là thầy giáo, là bổn sư. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Thời xưa thầy và đệ tử chính là quan hệ giữa học sinh và thầy giáo. Đức Phật không phải là thần linh. Chúng ta cùng Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là mối quan hệ giữa con người và thần linh, là quan hệ thầy trò. Điều này họ vừa nghe thì liền hiểu. Kinh điển chính là Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa đã nói, nội dung là để dạy cho đại chúng. Hiện nay người ta gọi là sách giáo khoa.
Đối tượng giảng dạy là già trẻ nam nữ các ngành các nghề đều có. Hiện nay phải dùng đại học để giảng, hệ nào khoa nào cũng có, nội dung vô cùng phong phú. Như vậy họ càng nghe lại càng hứng thú. Sau khi nghe xong rồi họ liền muốn học, thì họ muốn đi xem thử. Cách nhìn đã thay đổi rồi. Từ trước cứ ngỡ là tôn giáo, cứ ngỡ là mê tín, quan niệm hiện nay đã thay đổi rồi. Biết được đây là sự giáo dục, đây là giáo dục. Họ muốn tìm tư liệu từ bên trong để họ tham khảo. Đạo Phật cho chúng ta tùy căn cơ mà nói pháp. Nhất định chúng ta phải biết đối tượng của chúng ta là người như thế nào, chúng ta nên nói với họ như thế nào, giới thiệu cho họ như thế nào, họ mới quan hỷ tiếp nhận. Tự nhiên họ sẽ dần dần mà thâm nhập. Thành phần trí thức chấp nhận điều này rất khó. Khi tôi còn trẻ, điều mà tuyệt đối không tin chính là Phật giáo. Tôi xem họ đều là mê tín, nhất định không chịu tiếp nhận. Tôi theo lão sư Phương Đông Mỹ. Lão sư Phương không có xem đó là tôn giáo, mà xem đó là triết học. Cho nên tôi là từ triết học mà đi vào cửa Phật. Nếu đó là tôn giáo thì tôi sẽ không đi vào cửa này, tôi không thể nào chấp nhận. Lão sư Phương nói đó không phải là tôn giáo, đó là nền triết học tốt nhất ở trên thế giới. Nền triết học xưa nay trong ngoài nước, Phật giáo là đỉnh cao nhất. Chúng tôi là từ cửa này mà đi vào. Sau khi đi vào rồi mới phát hiện ra lão sư Phương nói đó là triết học. Chỉ nhìn thấy được một mặt, là giống như trường học vậy, chỉ nhìn thấy được có một ngành, vẫn chưa nhìn thấy được rất rất là nhiều. Thâm nhập rồi, vừa xem thì mới hiểu được đó chính là một đại pháp thật sự viên mãn, cứu cánh viên mãn. Tất cả pháp thế xuất thế gian một điều cũng chẳng lọt. Đây mới thực sự là điều hấp dẫn giữ chúng tôi lại. Tính tâm kiên định, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Chăm chỉ nỗ lực mà học tập, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới, việc bất khả tư nghị. Ý nghĩa của hai cái câu này vẫn chưa giảng xong. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng tôi xin giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.